chào mừng quý vị cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV ngày hôm nay á cái video này là Neo 10 phải mặc áo thun cổ lọ để mà nói chuyện quý vị là tại vì bây giờ á, cái câu chuyện này Neo 10 nghe xong cái Neo 10 lùng bồng lỗ tai sang chấn tâm lý nhẹ và cũng như là Neo 10 cảm thấy bức xúc và nếu như mà bức xúc vậy mà Neo 10 nói chuyện quý vị hồi nữa mất công rồi bức nút phải không nên là Neo 10 mặc áo thun cổ lọ luôn kính cổng cao tường thì cái câu chuyện này nó như thế nào quý vị Hôm nay nêu mời quý vị kể cho quý vị nghe Cái chuyện á là hôm nay là cuối tuần phải không Thì cuối tuần thì mình cũng gặp gỡ bạn bè Bây giờ mình là đời sống chuột túi mà không Mình độc thân mà Thì mình chỉ có gặp bạn bè rồi giờ này kia đi chơi cuối tuần thôi thì nêu mời mới nghe được một cái chị bạn đi chơi chung á chỉ chỉ kể cho nêu mời nghe một cái câu chuyện như thế này thì cái câu chuyện á nó như thế nào bây giờ nêu mời vô kể cho quý vị nghe luôn cái nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này á nha là cái chị này là chỉ tên là ni và cái cô em ruột của chị là tên là na hai chị em là cà cà na xíu muội không cờ chị ni với chị na à, nà na na nà na, na, na ni ni ni, ni không thì hai cái người chị em này nè là quê là ở dưới đồng tháp quý vị đồng tháp 10 đẹp nhất bông sen thì cái chị ni với chị na là hai chị em này cách nhau là tới 7 tuổi lận và ba mẹ của chị uh, ni và chị na này là đã ly hôn nhau là hơn một chục năm rồi quý vị và tuổi thơ của hai chị em ni na này là chỉ có duy nhất một người mẹ bên cạnh dìu dắt từ nhỏ tới lớn không thì uh, hai chị em này rất thương mẹ do là chị ni á là chỉ là chị lớn ở trong nhà hồi xưa đó lúc mà ba má còn sống với nhau á là chị ni lúc đó cũng biết biết rồi đó thì chị thấy á, là ngày nào ba chỉ về cũng la mắng má chỉ thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho nên chị ni á chỉ rất là hận ba từ ngày mà ba với mẹ chia tay xong á thì một mình á má của chị Ni phải mà một thân một mình á nuôi hai đứa con bằng một cái nghị lực phi thường của người làm mẹ thì cuối cùng sau đó má má của chị Ni á cũng có được một cái cửa hàng kinh doanh ở dưới Đồng Tháp và nói đầu ngay là người ta cũng ăn nên làm ra bởi vì người ta cũng tới đó mua một phần ban đầu cũng là ủng hộ do là biết cái hoàn cảnh của bà là một mình làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa con thì uh, sau đó quý vị bắt đầu là càng càng ngày thì má của chị Ni ăn nên làm ra cửa hàng ở dưới đất cho nên là có tiền thì bà mới bắt đầu uh, là đầu tư cho hai đứa con ăn học tử tế thì uh, sau khi mà cho hai đứa con ăn học tử tế uh, thì mới cho chị uh, Ni uh, đi qua bên Mỹ du học năm đầu uh, khi mà qua bên Mỹ du học uh, là chị Ni lao vô để mà xin công việc làm thêm xin phụ cho mấy cái uh, siêu thị mini và trong khoảng thời gian mà chị vô đó làm á uh, thì chỉ mới gặp được một cái anh này quý vị anh này á là ảnh là người thổ ảnh là người thổ nha rất là đẹp trai luôn mà nói chung là nhìn vô là bắt mắt liền nhìn vô là mê liền quý vị à, gọi là mê trai thì đầu thai nó khó thoát cái không cho nên thành ra là vừa nhìn cái là thấy mê liền thì cái anh này á ảnh thích cái chị ni nhưng mà ảo ổng địa hồi nào đúng không là ổng cứ mỗi ngày luôn ổng cứ đi vô trong cái siêu thị này ổng cứ vô lần đầu tiên ổng gặp chị ni là khung giờ đó đúng không là những ngày sau á ổng cứ ghé vào cái khung giờ đó ổng nghĩ trong đầu là bây giờ liên tù tì một tuần lễ ổng đi vào đúng cái khung giờ mà lần đầu ổng gặp chị ni á là thế nào trong một tuần lễ cũng phải gặp chị ni được đôi ba lần nữa hay không thì cái ông ông thổ này quý gì? ổng mới mê chỉ ổng vô gặp có tính tiền có một lần thôi mà va phải ánh mắt của em hay không đêm nào cũng phải vô mua một cái gì đó đặng để mà gặp em một cái hay không thì cái ông thổ này ổng mới gặp chị ni quý vị à chị ni mới để ý là sao cái ông này mình cứ thấy để ý lần nào cao mình làm việc mình cũng thấy ông này ổng tới ông tính tiền mà nhiều lần như vậy quý vị thì chị cũng có hơi để ý mà thấy ông này mỗi lần mà ổng trong cái lúc mà ổng đứng chờ mình tính tiền á ổng cứ nhìn mình hoài thì bây giờ con phụ nữ mình nhạy cảm chú vậy bây giờ mình không cần nhìn vô mắt người ta nhưng mà cái trực giác của người phụ nữ nó rất là nhạy khi mà một người có một người nào đó một cái đối tượng nào đó mà người ta nhìn mình chầm chầm hay là người ta để ý mình á từ xa đó là người phụ nữ mình trực giác mình vẫn vẫn cảm nhận được là hình như có ai đó đang nhìn mình lâu hay là có ai đó đang chú ý tới mình biết nhau quý vị chứ không phải vẫn chơi đâu bởi vậy trực giác phụ nữ nó nhạy lắm thì cho nên là chị ni á chỉ cuối cuối thanh toán tiền nhưng mà thật ra chỉ biết là cái anh thổ này á cứ đứng địa nhìn chỉ hoài à thì cái ngày hôm đó gì chị mới thấy là nhất quá tam mà hôm đó là cái lần thứ tư ảnh xuất hiện một cũng ngay trong cái ca làm việc của chị chỉ gặp ảnh nữa mà trong cái lúc tính tiền ảnh lại nhìn chỉ nữa thì lúc này quý vị trong cái bill tính tiền á chỉ đưa cái hóa đơn cho ảnh tính tiền xong á thì ảnh mới hỏi chỉ là cho ảnh mượn cái cây bút được không thì chỉ mới đưa cho ảnh mượn cây bút xong á thì tự nhiên cái ảnh hỏi chỉ là em có thể cho anh xin cái số phone của em được không thì cái chị ni này chỉ mới qua mỹ có năm đầu tiên thôi mà đi làm thêm tự nhiên giờ có ông thổ ông lỡ ông nó không thích mình mặc dù đẹp trai đẹp trai không nhưng mà cũng sợ chứ chú chú vị sợ chứ tại vì bên mỹ không có người thân lỡ mà có cái gì sao quen tầm bậy tầm bạ lỡ mà ông này tập nham gì đó rồi, gặp rồi mất công tàu lao rồi sao hiểu không cho nên chị ni chưa có dám cho chị ni mới hỏi là mày xin số giống như là cờ, anh xin tôi số em chi hiểu không anh xin số em làm gì hay không thì cái anh thổ này á ảnh mới nói tại vì là anh để ý em từ bữa tới giờ rồi à, có nhiều ngày anh tới nhưng mà không có gặp được em mà bây giờ là cũng nhiều lần rồi anh cứ tới và gặp em hoài thì đường nào thì em cũng cảm nhận được là anh để ý em rồi cho nên nếu mà em cho anh cơ hội làm quen được không phải không Thì cái anh này anh cũng nói chung là người ta sống theo kiểu Tây quý vị Cho nên người ta cũng thẳng thắn thật thà ờ, Có sao nói vậy người ta cũng nói thiệt luôn Tôi thích anh, tôi thích em mà tôi nói là tôi thích em bây giờ em có thích tôi không thì em cứ nói trả lời thẳng là em thích tôi không chứ em đừng có dòng do tâm quốc không đừng có đèn xanh đèn vàng đèn đỏ em cứ nói thẳng với tôi cho con nhỏ nó mừng không thì cái anh là anh tây này anh mới nói thì bây giờ anh là anh địa em từ bữa tới giờ đó nhưng mà em em có địa anh không đó thì bây giờ là cái chị ni này chị cũng thật ra mà nói là anh này anh đẹp trai mà nói một câu không địa là xạo quý vị ơi nhưng mà bây giờ nếu mà nói với đàn ông mà người ta mới hỏi mình câu em có địa tôi ông là nói một câu là tôi địa anh rồi đó là nghe nó kỳ quá vậy nó mất đi cái phẩm giá của người đàn bà không nên là chị ni cũng cười cười mới nói mà bây giờ bây giờ em chưa biết gì về anh anh xin chút phone em làm gì à, lại tiếp tục nói nữa thì phía sau có người người ta đang đứng chờ chờ tới lượt thanh toán phải không thì chị ni này chị cũng thấy là nếu như vậy không ổn ông này cũng cứ đứng chàng ràng ông hỏi hoài thì thôi cho cho cái số phone luôn cho rồi tại vì cho cái số phone thôi ông có đâu làm được gì đâu thấy không thì thích không thích gì có gì mình trả lời ông qua điện thoại cũng được đang cho ông đi về cho nó mau được mình còn tính tiền cho người sau thì chị ni mới ông chị ni ni mới nói là ok à, bây giờ đưa cho tao cái tờ giấy và cái viết đây tao ghi cho thì chị Ni mới ghi phía sau cái mặt uh, sau của cái hóa đơn á là ghi cái số phone của chị Ni vô mặt sau của cái tờ hóa đơn đưa cho ổng. Thì sau đó vậy cái ông Thổ này ổng về ổng mới nhắn tin, ổng uh, cưa cẩm đêm hôm đó luôn, tối ngày hôm đó ổng nhắn tin. Ổng hỏi thăm đồ này kia là em đi làm về chưa, hôm nay em có mệt không đồ này kia ha. Rồi em ăn uống gì chưa đồ đó thì nói chung là ờ uh, chiêu thức cô gái thì nó cũng xào tới xào lui thì nó cũng uh, hành tiêu tỏi ớt nhiêu đó thôi chứ nó cũng không có gì khác phải không? thì bây giờ nó chỉ có copy từ người này và bát qua người khác thôi quý vị ơi thì sau đó là cái ông ông thổ này ông hỏi vậy thì chị ni á, thật sự mà nói à, hồi nào giờ không có cái tình thương của người cha bên cạnh mà bây giờ á, xa cách gia đình nữa bây giờ qua bên mỹ một thân một mình nữa quý vị bây giờ tự nhiên ngày 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 qua ngày cái ông thổ này ông cứ nhắn tin quan tâm hỏi han có những cái bữa đó mà chị ni á, đi vô trong siêu thị này làm trong cái ca làm việc đúng không ông này ổng vô cái gì, ổng mua nước ổng mua đồ ăn đồ trong siêu thị đúng không những cái thức ăn mà fast food ăn nhanh á à bắt đầu ổng mua xong cái ổng đi thẳng lại ngay chỗ cái quầy à, tính tiền của chị đó ổng kêu chị tính tiền thì chị có đinh ninh là ổng ổng mua thì ổng tính tiền không thì chị mới tính tiền cho ổng xong ổng thanh toán tiền xong cái ổng không đem đồ ăn về mà ổng nói là ổng đưa cho cho du á à anh cho em á em ăn đi để mà có sức em làm việc thấy không quý vị thấy thương ghê chưa thì chị ni chứ mới nói là giống như là cái ông này ông có những cái cử chỉ hành động ông làm cho mình từ cái bất ngờ ngờ này sang cái bất ngờ khác không và nó cứ làm cho chị có nhiều cái cung bậc cảm xúc lên xuống lên xuống làm cho chị cảm thấy giống như là cái mối quan hệ với cái ông này nó giống như ở trên trời rơi xuống mà tự nhiên cái ông này ông đối xử với mình tốt rồi ông bên cạnh ổng lo ổng chăm chút ổng tinh tế mà bây giờ mình thì ở bên Mỹ một thân một mình nữa cũng hơi mũi lòng cái gì thì sau đó là chị Ni cũng ổng uh, tán tán vậy đó Một thời gian vài tháng thì bắt đầu là coi như chị Ni cũng chấp nhận làm người yêu với ổng Thì uh, từ ngày làm người yêu rồi á uh, Thì uh, ông này uh, với chị hai người bắt đầu dọn về sống chung Tức là chị chị Ni á uh, dọn qua bên chỗ nhà của ổng á uh, Hai người ở chung với nhau như vợ chồng Nhưng mà cái chuyện đó hoàn toàn là chị Ni giấu gia đình ở bên Việt Nam Thật ra mà nói uh, là chị Ni lúc đó trong đầu cũng nghĩ uh, là nếu như á uh, mà mình uh, ở với ông này trong thời gian mà mình còn đang là du học sinh đi thì một thời gian ví dụ về sau á, mà mình học xong rồi á, đại học ở bên đây rồi đó Mình có thể là lúc đó mà nếu ổng với mình còn ở nhau á, Mình với ổng tiến tới hôn nhân á, Thì mình sẽ định cư ở Mỹ luôn Chị Ni nghĩ vậy nha Nghĩ vậy nếu mà bây giờ có công việc làm thì làm ở Mỹ mình ở lại Còn nếu không có công việc làm thì mình lấy ổng mình cũng có chân ở lại Mỹ luôn cho nên là chị Ni mới cáp vô ổng cái gì chấp nhận lời yêu xong rồi sau đó là dọn đồ qua bên nhà cuốn tượng qua bên nhà ổng ở luôn. Thì từ ngày chị Ni qua bên nhà của cái ông thổ này hai người ở nhau như vợ chồng cái gì mấy tháng đầu cảm giác rất là hạnh phúc lân lân tình yêu mà em nói vậy là tình yêu mà trước một năm à, từ một năm trở về trước thì cái gì nó cũng là màu hồng hết trơn á nhưng mà từ màu một một năm lẻ một ngày thôi chung lại chứ không tới một năm lẻ một tháng nữa một năm lẻ một tuần thôi là bắt đầu cái màu hồng nó nó chuyển qua là cái màu cẩm hường màu cẩm hường nó chuyển qua từ từ nó thành là màu mắm guốc màu mắm guốc nó chuyển qua từ từ thành màu mắm tôm luôn Đấy, em nói quý vị rồi và từ từ nó chuyển qua là cái màu đen xám xịt thì bây giờ là em nấu cái gì rồi cho nên là cái thời cái 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 giai đoạn mà từ màu hồng nó chuyển qua tới cái màu mắm tôm nó nhanh lắm cái gì thì sau khi mà chị ni ở với ổng đó một thời gian là như nêu mọi nói đó khoảng tầm vài tháng sau thì uh, vài tháng đó nó rất là hạnh phúc ông này rất là lãng mạn tặng qua tặng quà rồi kia nói chung là quà thì không phải là quà xịn không phải là chanel gucci đồ túi hiệu luxury nhưng mà nó là những cái món quà mà nó chứa trang tình cảm phải không thì chị ni chỉ mới đặt hết trọn vẹn tình cảm vô cái anh thổ này quý vị đây cũng giống như là một cái mối tình đầu của chị khi mà chị sang mỹ thì hai người ăn ở nhau vậy cho tới khi mà chị ni phát hiện ra chị ni lỡ bị sơ hở bị dính bầu đi chị ni mới báo với ổng là bây giờ my lỡ có bầu với vô rồi bây giờ tính sao thì bây giờ ông này ông mới nói là bây giờ nếu như vậy thì bỏ cái thai đi Ông kêu chị á là bỏ cái thai đi thì dĩ nhiên mặc dù là cái mối quan hệ này là giấu gia đình giấu má chị nhưng mà bây giờ cái chuyện mà lỡ có con Trong đầu của chị Ni chỉ nghĩ là một khi mà chỉ nói cái câu là chỉ có con á Thì cái ông thổ này ổng sẽ nói là ok fine uh, uh, Không có sao it's ok take it easy đúng không Lẽ ra ông này ổng phải nói những cái câu đại loại như vậy Nhưng mà không quý gì Ông này ổng lại nói ngay cái câu á là Cái câu cửa miệng của ông ổng mở cái miệng ra Câu đầu tiên là ổng nói đi đi bỏ cái thai Thì nó làm cho chị Ni bị sốc quý vị Tại vì trong đầu nghĩ là ông này ông thương mình mà Thời gian qua những cái hành động mà tinh tế này kia nọ Ga lăng ga ơ đồ Rồi uh, những cái lời hoa mỹ ngọt ngào mật ngọt uh, Rót vào tay ông Anh yêu em mà I love you more than I can say, mà Mà sao bây giờ tự nhiên mới vừa nói uh, Anh ơi em có thai Ông kêu thôi em ơi em say goodbye dùm tôi không Em say goodbye baby dùm tôi Bởi vậy nó khổ tâm vậy Thì uh, sau khi mà chị Ni nói với ổng vậy Thì bị sốc bị sốc uh, tâm lý quá vậy Sau đó thì uh, chị Ni mới uh, khóc lóc với ổng mới nói với ổng á là tao không có nghĩ là mày sẽ nói với tao những cái lời đau lòng như vậy tức là tiếng anh nha quý vị nha à, thì cái ông ông này ông cũng nói thiệt ông nói tư tưởng của ổng á là ổng không có muốn có con Tư tưởng của ổng á là ổng chỉ muốn là à hai đứa ở với nhau hạnh phúc vui vẻ ngày này qua ngày nọ, xong rồi thích đi du lịch đi đâu cũng được, nhưng mà miễn sao chỉ có hai người. Ổng không muốn là có thêm người thứ ba, ngay cả con ổng cũng không có muốn nữa. Ổng chỉ muốn một cái cuộc sống mà nó tận hưởng enjoy chỉ có hai người như vậy thôi. Cho tới khi nào mà sau này mà chán chê mê mỏi rồi, lúc đó không còn muốn đi chơi, không còn muốn khám phá, không muốn những cái challenge những cái thử thách nữa thì lúc đó đó ổng sẽ dừng chân lại rồi lúc đó ổng stop rồi ổng muốn uh, take a break rồi đó, thì lúc đó ổng sẽ quyết định là sẽ có baby còn bây giờ là hiện tại là ổng không quý vị ổng muốn là mối quan hệ này là nó thuộc dạng như chỉ là enjoy thôi tức là chỉ là vui vẻ vui vẻ sống như là tình nhân với nhau thôi chứ không phải là sống như kiểu vợ chồng mà phải có con cái thì cái điều đó làm chị ni sốc tiếp tập hai quý vị mà cái này á nếu như mà ông bà mà nói câu gọi là thanh niên uh, chưa nếm trải sự đời không à em gái chưa nếm trải sự đời bởi cho nên thành ra đó là bước chân ra đời còn vụng vỡ không cho nên dễ dễ bị vụng vỡ mình bị anh này anh làm cho một câu bây giờ vụng vỡ bây giờ trời trời lò chành té mướn ra là giờ anh chỉ thích in chơi cái mâu mình thôi chứ anh không có muốn mà in chơi chung với lại con hay là này kia không. con cái đồ đụng đụng này đề là anh không có thích đó thì bây giờ chị ni chỉ lúc đó chị khóc quá trời luôn cái gì thì hai người cũng có xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã nhau to tiếng với nhau đồ này kia thì ông này ông mới nói là nếu như á mà em khăng khăng là em quyết định giữ cái thai và em sanh con đó thì tôi sẽ không nhận nó làm làm con của tôi tới ổng nói là ổng sẽ không thừa nhận đứa con đó là con của ổng dù cho có ai o ép ổng ổng cũng không nhận cái đứa con nó là con của ổng đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ổng sẽ không có cưới chỉ làm vợ ổng nói thẳng luôn ổng sẽ không cưới chỉ làm vợ tại vì ổng thôi không thích một cái mối quan hệ mà người khác ép buộc ổng phải làm theo ý người khác thấy không thì chị ni chỉ giống như cãi với ổng là ủa vậy tại sao á anh thì lại yêu cầu tôi phải sống theo ý anh là phải cho anh được enjoy giữa anh và tôi thôi anh yêu cầu tôi á phải bỏ cái thai tại sao anh bắt tôi làm theo ý anh thì được nhưng mà khi tôi á muốn giữ cái thai này lại tôi muốn có một cái cuộc sống gia đình thì có một cái family riêng cho mình thì tại sao á mà bây giờ anh lại nói là tôi như vậy là tôi đang ép anh nghe nghe nó vô lý quý vị rồi cho vì gì thiệt cái gì nhiều khi mình nói thiệt đó nha nếu mười nói thiệt bao nhiêu khi lời lẽ lời lẽ môi miếng của đàn ông cũng mệt mỏi lắm quý vị ơi. bây giờ là bây giờ anh nói là đúng còn em nói là sai bây giờ em có nói là bây giờ em có nói là con kiến nó có thai anh cũng nói là con kiến nó không có thai bao giờ em, em cũng phải nghe anh cho bằng được không thì sau khi mà cái ông đó ông làm căng vậy quý vị cái anh người yêu của chị anh thổ anh làm căng vậy thì anh thổ ơi hay là không mấy giờ anh nhập thổ giùm em chứ giờ anh nói chuyện em nghe em ứa quá không thì bây giờ là sau đó quý vị cái chuyện mà có thai mà giờ giấu gia đình mà cái chuyện mà bây giờ ăn ở mà dọn ra mà ở chung với cái người bồ mà anh thổ này là cũng giấu má ở bên việt nam nó đâu có dám kể con nhỏ em gái còn không dám kể cho nó nghe nữa mà sợ nó chọt chẹt nó kể là bà má nghe cho nên là cái mối quan hệ này là một mình chị ni chỉ gom ghém một mình chỉ chỉ biết thôi mà bây giờ lỡ lồi chành rồi bây giờ nó có cái bụng nó nở qua rồi gì ơi nó khai nó nó khai qua nở nhị rồi bây giờ cái bụng nó có cái nhị ở chỏng nó chuẩn bị khai qua rồi thì bây giờ á khi mà anh này anh không chịu nhận cái thai mà anh nói anh không chịu nhận trách nhiệm nếu bây giờ em đẻ là em tự lo em đẻ tôi cũng không cưới em thì cho nên là chỉ mới quyết định là thôi nếu vậy chỉ phải xử lý cái thai và chỉ lại âm thầm một thân một mình đi xử lý thai ở bên mỹ quý chị khổ hổ, tâm chưa mà bây giờ khi mà chị đi đi xử lý thai rồi á chỉ về nhà đó thì ông thổ ổng lại thương ổng lại lo Tức là bây giờ cái ông nội này ông chỉ thích sống cái kiểu như bồ bịch tình nhân thôi Cho nên bây giờ một khi mà chị Ni chỉ đã xuống tay chỉ xử lý cái thai rồi Là coi như trong đầu của ông ông nghĩ là như vậy là nó sẽ quay vợ lại là cái đời sống như như, như cũ là ông ok cho nên thành thử ra là ổng thương chị lại quý vị lúc đó ổng thương chị lại rồi ổng lo ổng chăm sóc chị lại ổng cũng chăm sóc nha cũng uh, nấu cháo cho chị ăn đồ này kia chăm sóc chị thì uh, chị ni chỉ mới nghĩ thôi kệ đi bây giờ là nhiều khi ảnh chưa có gọi là chưa có ready cho cái uh, mối quan hệ này cho nên có thể là ảnh mới uh, chưa có quyết định là muốn có con với mình cái chuyện có con này giống như nhiều khi nó ngỡ ngàng trong ngoài cái sự ngoài cái kế hoạch cô trong đầu của ảnh đặt ra đi cho nên có thể là ảnh bỡ ngỡ ảnh không có chịu nhận cái thai có thể là về lâu về dài mình với ảnh sống thêm ít năm nữa cho tới khi mình từ giờ tới khi mà mình đại học xong á thì có thể lúc đó ảnh sẽ thay đổi cái suy nghĩ của ảnh và với lại á, là bây giờ mình cũng còn đang học gian dở nữa mà bây giờ nếu mà cái bụng mình cái bụng bầu này mà nó bự lên là coi như là mình bỏ cái chuyện học gian dở luôn cho nên là cái chuyện xử lý thai này cũng một phần là nó cũng có lợi cho mình chứ cũng không phải là có hại cho cho mình không thì chị ni chỉ mới ngồi chỉ suy nghĩ vậy quý vị nên chị mới bỏ qua cái chuyện mà cái cái ông bồ này Ông chơi chiêu mà phủ trách nhiệm chị cũng bỏ bỏ qua cái chuyện đó làm lại từ đầu với ổng thì cái mối quan hệ đó tiếp tục là vui vẻ cho tới khi mà đến cái năm mà năm cuối đại học á thì chị ni này chỉ mới nói chuyện với cái ông bồ của chị ông ông thổ này là tại vì chị nghĩ trong đầu á năm nay là năm cuối của mình rồi mà bây giờ không biết là cái suy nghĩ của ảnh ảnh đã có thay đổi cái suy nghĩ của ảnh chưa? Ảnh có xác lập cái mối quan hệ lâu dài với mình hay không? Cho nên là chị Ni mới nói ảnh là bây giờ thời gian qua là em ở với anh á, hai người mình chung sống nhau vậy á như vợ chồng vậy cũng mấy năm. Từ ngày em đặt chân qua Mỹ một năm đầu là em gặp anh xong rồi dọn về ở với anh luôn. Thì ít nhiều gì em với anh sống chung ngót nghét cũng tầm 2 năm nay. Thì bây giờ á thiệt sự là em cũng chuẩn bị là năm cuối. Mà nếu như trường hợp á em học xong rồi á mà em tìm được công việc làm hoặc là có công có công ty bên đây người ta mời em về làm á thì em còn có thể bám trụ ở mỹ được có cơ hội chứ nếu mà trường hợp á mà không có công việc trầy trật khó khăn thì thiệt sự là em chỉ có bước đường là quay trở về việt nam là lúc đó có mối quan hệ mình nó chấm dứt tại đây thấy không mà em á thì lại không thể nào mà xa anh nọ được á không em không thể nào thiếu vắng anh được còn anh thì sao nếu mà anh cũng có cái suy nghĩ như em á thì để an toàn anh có thể là làm xác lệnh định đó là sẽ cưới em không để em có cơ hội ở lại mỹ trụ lại mỹ và sống cùng anh tụi mình sẽ xây dựng một tổ ấm ở đây không thì khi mà chị ni nói thẳng với các ông thổ người yêu vậy quý vị thì các ông thổ này ông mới nói vậy ông nói anh đã nói với em rất nhiều lần ngay từ đầu là anh chỉ là muốn là yên trôi cái cuộc sống vậy thôi cái ông nội này ông cứ in trôi hoài quý vị ơi bây giờ nếu mời tức quá thì cái, cái ông nội thổ thổ này ông cứ in trôi anh chỉ thích in trôi cái mâu mình này ông mâu mình hoài ông mâu mình mà ta nói bây giờ nhỏ bây giờ học gần sông này học rồi anh chỉ thích in trôi cái cuộc sống chỉ có hai người không là ông cứ vậy hoài thì chị ni chỉ mới nói uh, thì, thì, hồi đầu anh nói với em vậy thôi nhưng mà bây giờ mình ở nhau hai năm rồi mà sao anh vẫn chưa thay đổi thì ông mới nói à ủa vậy chứ em không biết hả tôi là tôi có cái cái tính ngưỡng riêng của tôi tôi có một cái đức tin trong lòng của tôi cái tính ngưỡng riêng của tôi là tôi á là theo như cái tính ngưỡng của tôi là tôi không có muốn có con à khi mà mình sanh con ra là mình đang gieo rắc lên uh, xã hội một cái gánh nặng à, quý vị thấy còn khổ tâm chưa nếu như mà ai cũng có cái tư tưởng giống như cái ông thổ này thì xã hội này nó đâu thể nào mà có thể mà nói dòng nói giỏi có thể phát triển xã hội có thể nhân bản lên đúng không bởi vậy nên quý vị thấy khổ chưa à, ông này á ổng kiểu như là ổng sợ là đất chật người đông cho nên là thôi à, ai thích đẻ đẻ tôi khỏi đẻ tôi nghĩ đẻ cho khỏe không thì à, nếu như á mà nêu 10 mà rơi vào cái trường hợp lúc đó đó nha hoặc là nêu 10 là cái bà hàng xóm cái bên hoặc là bạn của chị ni trong thời điểm đó mà nghe cái trường hợp đó nha là nêu mười sẽ gặp cái ông thổ về nhà nói ê nếu vậy á tôi có một cái gọi là advice anh á là tôi thiết nghĩ là advice ông là ông nên á là đi thắt ống dưỡng tinh Chứ bây giờ ông có một cái đức tin Mà cái đức tin của ông á Mà cái ông vẫn tin nó vẫn chạy Mà cái ông vẫn tin nó vẫn xả Nó vẫn xả thì nó vẫn có con Mà có con rồi thì ông kêu đừng đẻ Bây giờ coi phải là ông nói chuyện nghe nó vô lý vô căn cứ không Ông kêu người ta đừng có đẻ Tôi có một cái đức tin là tôi chỉ sống là tôi với em Em với tôi không mi và du du và mi Chứ không có thêm người thứ ba Mà bây giờ ông cứ để cái ông vẫn tin ông nó xả lũ hoài mà bây giờ ông xã ra rồi ông xã van ra bây giờ người ta có con á thì ông nói thôi em đi xử lý đi con có phải là cha nội nè cho bất nhân không nêu mời mà là cái bà hàng xóm hay là nêu mời mà là dạng như là má của chị ni hay là em gái chị ni hay là bạn chị ni là nếu mời sẽ dọn mỏ và nếu mời sẽ nói vậy à, thì mình nói đơn giản thôi mình nói đó vậy cũng tốt cho xã hội chứ bây giờ mà để mà ông này ổng ổng xã van tầm bậy tầm bạ vậy mà ông không chịu đi thắt cái ống dẫn tin của ổng đi ổng đi xã van tầm bậy tầm bạ xong làm cho con người ta có bầu xong ổng chịu không nhận À, có phải là ổng cha người ta không vậy đâu có được đúng không anh chơi vậy là anh chơi khôn hết phần thiên hạ rồi anh chơi vậy anh chơi khôn khôn quá khôn còn người ta chắc người ta ngu hết không thì khi mà chị ni chỉ nghe tới cái khúc này rồi chỉ bàn hoàng quý vị chứ đâu có chấp nhận được nhưng cũng may cho chị ni á là tự nhiên vừa bước sang năm cuối á đại học á là chỉ mở miệng chỉ nói ổng Chứ nếu như mà chỉ còn một chút do dự á, thì có phải chăng là chỉ mất hết thời gian ở bên Mỹ mà nó phí phạm không? Đúng không quý vị? Chôn dùi một cái cuộc tình mà tào lao rồi, à, cố lấy sống đồ mày lào với cái ông thổ này không? Thì coi như là lúc này chỉ nói vậy thì ông này ông nói thẳng vậy luôn Thì chỉ thấy rồi nếu như mà đến cái bước đường này rồi Ở với ổng hơn 2 năm trời bên Mỹ sống với ổng như vợ chồng rồi mà bây giờ ổng lại vẫn buông lời mà một câu là ổng nói là có con ổng vẫn như vậy ổng vẫn như là theo cái chủ ý như hồi xưa làm sao giờ vẫn vậy thì chị ni thấy là cái mối quan hệ này không cứu vãn được nữa nếu như mà mình tiếp tục á, là mình chỉ làm mất thời gian của mình và mình làm lỡ dở đi cái, cái 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 dự định cái mục tiêu của mình cho nên là chị ni mới quyết định là say goodbye cái ông thổ người yêu của chị không và hai người là chia tay nhau sau đó thì chị mới dọn đồ ra ngoài và thuê một cái phòng xe một cái phòng chị ở thì à, bắt đầu cái câu chuyện bắt đầu nó lật qua một cái trang mới quý vị thì khi mà chị ni á đi chuyển qua một cái chỗ khác để mà xe phòng ở và chị, sau khi chia tay ổng á thì chị ni mới tìm được một cái chỗ này cho xe phòng cái anh chủ nhà ảnh tên là tuấn và cái anh tuấn này á ảnh có một cái hoàn cảnh mà về sau khi mà chị ni dọn về ở xong á anh em nói chuyện tâm sự với nhau thì anh tuấn kể chị ni mới biết được cái hoàn cảnh anh tuấn cũng khá là giống mình cái thứ nhất á là ba má anh tuấn cũng ly hôn quý vị ngày xưa đó quê quán của anh tuấn cũng ở dưới miền tây luôn cũng ba má ly hôn với nhau luôn và cái người ba đó À, không có thượng cắn tay hạ cắn chân nhưng mà người ba đó đi theo nhân tình bỏ má sau đó đó thì má của anh tuấn nè một mình nuôi anh tuấn khôn lớn xong rồi là bà mới đi một bước nữa và khi mà bà đi một bước nữa bà mới lấy một cái ông chồng là ngoại quốc á thì sau đó là má của anh tuấn mới lấy cái ông chồng mỹ đó và đi qua bên mỹ định cư rồi lúc đó là anh tuấn mới nhờ vậy mà anh tuấn mới được qua bên mỹ để mà bây giờ trở thành là việt kiều mỹ quốc tịch mỹ không thì cái cái đó là câu chuyện cuộc đời của anh tuấn mà mình kể vắn tắt nha cho nên là khi mà chị Ni á, tìm được vô tình lụm được bí kíp Tìm được cái chỗ xe phòng Mà lại là gặp được cái người chủ nhà Cái hoàn cảnh na ná như là hoàn cảnh của chị Thì nói nào ngay là chị Ni cũng có tâm sự cho anh Tuấn nghe về hoàn cảnh của chị luôn Chị cũng có nói là hoàn cảnh của chị thì cũng ba má ly tán vậy đó Rồi một mình má chỉ nuôi hai chị em thì khi mà anh Tuấn nghe câu đó anh Tuấn cũng xúc động cái gì Tại vì anh Tuấn cũng thấy hai người nó có cái ngữ, ngữ cảnh giống nhau thì à, sau đó vậy anh em ở chung ở đó đó thì anh tuấn cũng hay giúp đỡ chị cái này cái kia thí dụ như là trong phòng của chị mà chị muốn à, lắp ráp một cái bàn một cái tủ một cái kệ vậy đó là anh tuấn này á à, bữa nào mà anh không đi làm á à, là anh cũng sắn tay nhào vô là anh ráp bàn ráp ghế sắp tủ sắp kệ giùm cho chị ni à trang trí đề co trong cái phòng ngủ của chị ni giùm chủ nhà mà có tâm vậy thôi không lấy miếng tiền công nào không chỉ có lấy tiền thuê nhà thôi mà bây giờ tôi phải làm cho em tất cả hay không vậy là cũng ok quá rồi thì cho nên là từ ngày mà tự nhiên chị ni chuyển qua được ở bên cái phòng phòng trọ mình nói thẳng là giống như xe phòng giống như cái phòng trọ vậy thôi ở bên nhà mà có bên đây mà có cái ông chủ nhà là anh tuấn thứ nhất là lại là người việt nam lại là đồng hương cũng là quê miền tây mà lại là cái gì còn thêm cái ngữ cảnh gia đình nó giống nhau cho nên là chị ni coi anh tuấn như một người anh trai thì trong cái khoảng thời gian mà ở trong nhà của anh tuấn á chị ni mới để ý thấy ảnh thường hay thỉnh thoảng là thấy ảnh hay ăn chay lắm không phải thỉnh thoảng đâu mà thấy ảnh thường xuyên hay ăn chay thì chị ni lúc này cũng hỏi thăm là bộ anh tuấn là phật tử hả thì anh tuấn anh cũng nói thiệt anh nói ừ anh phật tử anh có pháp danh à, thì bây giờ nếu mời xin được gọi anh tuấn là anh tuấn phật tử nha anh tuấn phật tử ơi thì bây giờ là anh tuấn phật tử này anh có pháp danh quý vị sẽ hỏi là pháp danh của ảnh là cái gì vậy nô no mười thì thưa quý vị là pháp danh của ảnh là thích h sáu thì quý vị làm ơn là đừng có lái lại nha cái này là cái này là mình là đang gọi là thiền định bây giờ là làm ơn là mình tâm thiền định là tâm tịnh là mình đừng có lái tầm bậy không là bây giờ là nói nào ngay là pháp danh của ảnh là thích h sáu Ở đó thì thì chịu thôi thì sau đó thì coi như là cái anh tuấn phật tử này quý vị ảnh mới nói là bây giờ anh thường anh anh hay, 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 hay ăn chay lắm Ni ơi anh ăn chay giữ giữ thần lắm thật ra mà nói anh không có khấn, không có xin, không có cầu gì hết trơn á. À, cuộc đời anh anh không mong cầu gì hết trơn á. Anh chỉ uh, thích ăn chay vậy thôi cho nó thanh đạm, thấy không? Thì uh, coi như là anh thường á là mùng một ngày rằm là anh hay ăn, thấy không? Thì cái chị Ni này chỉ mới nghĩ trong bụng nha. Trời ơi sao giờ, thời buổi bây giờ mà kiếm đàn ông mà người ta chỉ ăn chay mà người ta lại uh, kỷ luật nữa tức là người ta có một cái sự mà ăn chay mà giống như là điều đặn điều đặn tháng nào cũng ăn vào ngày đó ngày đó thật sự kỷ luật như vậy thì thuộc hạ dạng là bây giờ là hàng hiếm nha bây giờ đàn ông mà bây giờ mà chịu ăn chay chịu đi chùa mà chịu uh, có pháp danh rồi đọc kinh đồ này kia nọ vậy là hàng hiếm thì uh, chị uh, Ni này chị cũng có một cái sự gọi là một cái ánh nhìn nó khác đi so trong mắt của chị về anh Tuấn không? hồi đầu chỉ nghĩ bân quơ là nó chỉ là giống nhau về ngữ cảnh thôi nhưng mà tới khúc này thì chị ni cũng có một chút gì đó gọi là cũng bị cuốn hút bởi cái anh tuấn này thì những cái bữa mà chị ni thấy anh tuấn nấu đồ chai ngon quá đó chị ni cũng nói trời anh nấu đồ chai ngon quá em nhìn có món này em thèm mà tự nhiên em thấy anh nấu món này cái tự nhiên em nhớ là cái món của em ghê cái món mà má em ở dưới quê lúc nào cũng làm cho em ăn đó là món mì căng khèo xả ngon lắm anh ơi cái đó là nêu mười nó giới thiệu em chứ em cũng không biết nữa anh ơi không lại đó nêu mười nói đó quý vị là mì căng khèo xả bà má nêu mười làm ngon lắm quý vị nha đó nêu mười nói thiệt rồi à nha món đó là món rồi gọi là món chay khoái khẩu cho nêu mười ăn chay mà ăn món đó hoài nêu mười ăn cũng không ngán hoặc không là mì căng khèo khóm Đấy không rất là ngon thì uh, coi như là cái uh, em ni nè mới nói với lại cái anh uh, tuấn phật tử là anh ơi em thấy anh làm đồ chai ngon quá anh ơi mà bây giờ em thấy anh làm em nhớ lại bà má em làm món mì căng khèo xả đó thì cái anh tuấn nè mới nói em thèm hay gì em thèm anh làm cho em ăn thì nói xong á là bữa trước bữa sau có mì căng khèo xả liền phải chi bây giờ mà nêu mời nói mà nêu mời thèm mì căng khèo xả mà bây giờ bữa trước bữa sau cũng có người đem nguyên chảo nguyên một chảo mà mì căng khèo xả cho nó mời thì phải chi là phước chủ mai thầy được vậy thì ngon quá đúng không quý vị thì cái cô ni này quý vị bây giờ tự ờ à, trời cái cô này cô kêu cổ cô ni cái nêu mời bị liếu lưỡi luôn vậy cô ni mà gặp anh tuấn phật tử thì còn chịu gì nói bây giờ cô ni là bây giờ mà nếu mà mình đọc ngược lại mình gọi là ni cô thì ni cô chảy tóc bên bờ suối không? mà bây giờ vô tình quen được anh tuấn phật tử mà giới pháp danh là thích h 6 nữa thì chịu đời gì thấu y chang là cuộc đời này sắp đặt để cho hai người này đến với nhau là một cái mảnh ghép tròn trịa vậy đó một người một người riêng lẻ là nó mảnh ghép này nó bị thiếu cho nên phải hai người bây giờ là tuấn phật tử thì phải gặp được là nico cô ni không hai người nó phải đến nhau vậy nó mới là hai cái mảnh ghép hoàn chỉnh với nhau y chang như là cái nồi số 49 thì phải có cái nắp dung số 49 chứ bây giờ mà cái nắp dung số 48 hay là cái nắp dung số 50 là nó trật rồi nó trật con tán là bán con con trâu không được thấy không thì sau khi mà bây giờ hai người cái mối quan hệ càng ngày gần gũi bây giờ là ăn chay chung anh ăn mồm một thì em ăn ngày rằm phải không hai mình là ăn chung nhau song hạnh nhau thì bây giờ nó thành là bộ đôi hiệp lữ rồi không, cái này gọi là trong phim tvb mà phim mà kiếm hiệp cổ trang nó sẽ gọi là xong kiếm hợp bích bây giờ là anh ăn ăn chay ngày mùng 1 là em cũng ăn theo anh mùng 1 30 mươi không còn bây giờ là coi như anh ăn chay 14 bốn thì em ăn chay 15 hai đứa này là xong hạnh nhau thì cái ngày hôm đó gì tâm sự nhau tâm sự mỏng tâm sự dày thì cái em ni này mới kể về anh tuấn này mới hỏi ni ni anh hỏi thiệt hồi nào giờ là em có người yêu chưa ni thấy không à, chứ bây giờ em là cô ni mà bây giờ em có người yêu chưa thì cái cô này rồi có nói anh hỏi thì em xin thưa, em thì cũng muốn nhưng chưa có người, thấy không? Thì khi mà cái chị này chỉ nói vậy có nghĩa là bật đèn xanh rồi. Thì bây giờ nếu mà bật đèn xanh thì mình phải đi nhanh, mà đèn vàng á thì mình đừng có vội vàng, mà đèn đỏ đó thì chứng tỏ là mình phải đứng yên, thấy không? Mà bây giờ coi như là bây giờ đèn xanh thì phải đi nhanh đi cho nên là bây giờ là cái anh Tuấn này anh mới nói À, em giỡn hoài em cà đỡn hoài à, em qua bên mỹ 4 năm mà không lẽ nào à, anh thấy em đẹp em xinh em dễ thương dịu dàng mà không lẽ nào à, em không có ai thì cái chị ni gì bắt đầu chỉ mới nước mắt chảy nước mắt lòng rồng cái gì chị mới nói à, thì em cũng có anh thổ nhưng mà bây giờ anh thổ đó anh nhập thổ rồi anh ơi bây giờ là em với ảnh là chia tay chia tay xong á là em mới dọn đồ cuốn tượng qua bên đây xe phòng ở bên chỗ anh luôn đó là từ lúc đó là em chia tay ảnh á trước đó là em quen ảnh á thì coi như lúc này quý vậy là cái anh anh tấn để mới động viên tinh thần thấy em khóc quá anh tấn phật tử mới nói thôi không sao đâu bây giờ em đừng có buồn cuộc sống này á nói chung á là nó vô thường lắm bây giờ là mình cầm lên được thì mình buông xuống được thôi em một mối quan hệ nó nhẹ lắm nó nhẹ như tơ hồng à không nó nhẹ như lông hồng bây giờ anh tấn phật tử ảnh khuyên nhưng mà có điều ảnh nói nó hơi bị lẹo tẹo quý vị thì anh tấn phật tử ảnh nói là đúng á nói chung là mình cầm lên được thì mình phải buông xuống được nhưng mà duy nhất chỉ có cầm tiền lên được nhưng mà bu xuống không được anh ơi nêu ngồi nói hoài câu đó cầm tiền lên được rồi là tiền vô tay em là của em không có bu xuống được anh ơi thì chị chị ni chỉ mới nói không sao bây giờ quá khứ đã qua rồi tương lai thì sắp tới bây giờ mình hãy đang sống hiện tại thì hãy sống hiện tại đi không thì chị ni chỉ mới nói vậy thì cái anh tuấn phật tử mới nói đúng rồi đó em nói câu đó rất là chuẩn luôn thì theo như mà anh thường hay nghe thuyết giảng á thì các thầy cũng khuyên anh cái điều đó đúng không cũng cũng khuyên nói chung là cũng khuyên mình là nên như vậy à, tương lai thì nó còn xa quá khứ thì nó qua rồi thôi thì mình cứ sống hiện tại đi em thôi thì nếu mà em đã ngộ ra được cái điều đó rồi em đã ngộ ra được điều đó rồi thì thôi em hãy sống ở hiện tại mà hiện tại bây giờ thì có anh mà có anh mà nếu mà có buồn thì có anh bên cạnh không à, nói vậy có nghĩa là bây giờ cũng gạ rồi bây giờ một bên gạ thì một bên đẩy em đẩy thì anh đưa mà em đưa thì anh đẩy không thì lúc này coi như là cái anh anh anh, anh tuấn phật tử đã nói vậy quý vị thì cái cô ni này cố nói nhưng mà bây giờ em kể cho anh nghe quá khứ của em rồi đó là nãy giờ cô ni cũng kể hết quá khứ mà bị cái ông thổ nó dụ có bầu á thì cái anh tấn và tưởng mới nói không sao em ai cũng phải có một vết nhơ ở trơn ai cũng phải có một lần va vấp hai ba lần va vấp có người hả va vấp mình cả trăm lần nhưng mà quan trọng nhất cái chuyện mà mình thất bại nó không có phải là vấn đề mà cái vấn đề ở chỗ là mình đừng có dậm chân tại chỗ mà mình thất bại rồi mình hãy cố gắng đứng lên thấy không thì anh tướng phật tử anh nói là nói chung nói nào ngay là anh tướng phật tử này anh mở miệng ra là anh nói câu nào là nó chuẩn câu đó đó nhưng mà về cách sống của anh thì mình chưa biết làm sao nhưng mà bây giờ miệng lưỡi của anh nói thì mình thấy là cũng ok đúng không quý vị thì trong cái ngữ cảnh đó quý vị bây giờ chị ni chỉ nói vậy chỉ nói thật lòng chỉ kể bộc bạch hết mà bây giờ thiệt sự cái chuyện mà chỉ khổ đau ở bên mỹ mấy năm qua chỉ không dám kể cho ai bây giờ chỉ kể người duy nhất mà biết về cái chuyện đó chỉ có anh tuấn phật tử thôi thì tự nhiên bây giờ gặp được anh này giống như là nhờ được nhờ anh tuấn phật tử mà bây giờ cởi bỏ được cái nút áo trong lòng ý không lộn quý vị nút nút thắt trong lòng nha thì cái đêm đó hai anh em tâm sự với nhau vậy thì cái anh tuấn phật tử này có đưa cho chị ni này uống rượu ngâm ảnh mới nói à, cái rượu này là anh tự ngâm mà nha em muốn thử cơ ngon ngon anh thì anh không có chơi ba cái giờ anh thỉnh thỉnh thoảng mới uống rượu đỏ thôi đi tiệc đi hội người việt đồ anh đi uống rượu đỏ chứ mà bình thường á thật sự mà nói anh chỉ thích uống rượu ngâm rượu ngâm rượu thuốc có không nó tốt sức khỏe hơn là uống rượu đỏ ba cái rượu tây thì bây giờ thôi thì anh nói thì em xin thưa chứ mà thật sự rượu ngâm thì nó cũng trái gan trái phổi như ai chứ mà anh đừng có phân loại mà rượu tây rượu ta làm chi Bây giờ anh uống rượu nếp mà Hà Nội hay là anh uống rượu chuối hột hay là bây giờ anh có uống rượu rượu ngâm gia truyền của anh đi chăng nữa. Anh chôn với lòng đất 30 năm anh gơi anh đem lên anh uống đi chăng nữa nó vẫn cháy gan cháy phổi thôi anh ơi không? Thì sau đó quý vị hai người có uống ba mớ rượu rồi tâm sự với nhau đồ này kia vậy mà mà trong cái ngữ cảnh đó bây giờ một bên đưa một bên đẩy mà một bên đẩy thì một bên đưa. Cho nên cuối cùng là Tuấn Phật tử Phật tử mới đến với lại cô Ni không? Thì hai người là đêm đó có quan hệ với nhau nói nào ngay ở à, đêm đó hai người cũng có này kia này kia thì xong xuôi rồi quý vị hai người sau khi mà quan hỷ xong rồi thì bây giờ trở thành là người yêu chứ không còn là chủ nhà và người đi thuê phòng nữa thì à, anh tuấn phật tử này anh cũng có nói với cái chị ni như thế này qua hôm sau nha tức là cái đêm hôm đó hai người ăn ở nhau xong qua hôm sau thì anh tuấn phật tử anh có nói với ni vậy anh nói ni ơi em yên tâm đi anh chịu trách nhiệm về cuộc đời của em bây giờ cái mong muốn của em là được ở mỹ à em muốn uh, giúp cho gia đình của em mà em gái em mẹ em đồn kia qua mỹ em em thì nó sắp vô đại học thì anh biết cái nguyện vọng đó của em cho nên á, uh, là anh sẽ làm cho em cái nguyện nguyện vọng đó bây giờ là nguyện vọng một của em đã thất bại thì bây giờ sẽ có nguyện vọng hai là anh đây heo không thì sau khi mà chị ni nghe vậy xong quý vị chị ni mừng lắm tại vì lúc đó là cô ni này cũng nghĩ trong đầu á, uh, trời đất ơi bây giờ nếu vậy vô tình lụm được bí kíp tưởng đâu là phút tám chín là bị đuổi về việt nam trở lại rồi tại học xong rồi thì bây giờ về việt nam đi chứ giờ không có công ăn việc làm mà không có cái đường nào để ở mỹ nữa thì phải quay về việt nam nhưng mà không quý vị ơi may mắn lụm được bí kíp sao tự nhiên giờ dọn quanh đây gặp được anh tuấn phật tử ảnh giống như là giống như là gọi là vũ trụ vận hành cho ảnh cho chỉ được một cái tia hy vọng không cuối cùng thì bây giờ anh tuấn phật tử ảnh đã ăn ở với chỉ và ảnh đã nói là anh sẽ có trách nhiệm sẽ bù đắp cho chỉ không ảnh nói anh sẽ bù đắp cho chỉ rồi xong rồi ảnh nói là chỉ yên tâm đi có ảnh rồi là chị anh chỉ sẽ không bao giờ khổ quý vị thì chị ni trong đầu chị cũng nghĩ là anh này ảnh là phật tử mà đúng không ảnh là người ăn chay nữa mà một tháng anh ăn chay 4 ngày một tháng mà người ta ăn chay mà 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 được hai ba ngày là người ta cũng đỉnh rồi mà anh này ảnh đều đều tháng nào anh cũng ăn chay 4 ngày 30 mươi mùng một đó rồi xong rồi 14, bốn mười lăm bây giờ là nếu một người mà có ăn chay đều đều vậy ngày tháng nào cũng 4 ngày 4 ngày làm liên tù tì vậy là thiệt sự rất là hay phải là tín ngưỡng lắm phải là một cái người mà gọi là tu tập thường hành lắm mới gọi là thuộc dạng mà làm làm được điêu luyện vậy thì cái chị ni này chỉ nghĩ anh này nếu vậy anh này anh cái tâm của ảnh rất là thiện lành bây giờ mình trao thân cho một người đàn ông mà có cái tâm thiện lành thì mình cũng sẽ có cuộc sống nó tốt rồi sau này con mình nó cũng thừa hưởng được cái phước đức của cha nó đúng không thì chị ni chỉ mới ok liền quý vị anh này anh nói vậy thì chỉ đồng ý thôi chứ giờ phút tám chín rồi còn kén cá chọn cơm gì nữa hay không thì sau đó là coi như chị cũng báo tin về việt nam bây giờ là gần tốt nghiệp đại học mà cũng báo với má luôn là bây giờ con vậy 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 đó bây giờ anh này anh cũng muốn cưới con bây giờ má cho là giống như học xong rồi má cho con lập gia đình thì bà má này bà cũng nói thì bây giờ cái chuyện đó bây giờ mình lớn thì mày quyết định sao thì má cũng không có nói nhưng mà phải cho má gặp cái mặt thằng đó nó bên ngoài nó như thế nào hai bên nói chuyện sao phải không thì sau đó vậy tới khúc này là nêu mười kể ngắn ngắn nha thì sau đó con coi như là cái anh tuấn phật tử và chị ni này hai người trở thành vợ chồng là nêu mời đốt cháy giai đoạn kể ngắn ngắn tới khúc đó ha thì sau khi mà hai người trở thành vợ chồng rồi chị ni chỉ mới bắt đầu á, là sống ở bên mỹ với cái anh tuấn phật tử này và mới vừa cáp vô ở xong á, là chị ni có bầu liền luôn quý vị và sau đó chị chị ni đẻ cho cái anh tuấn phật tử này được một đứa con gái thì vợ chồng á rất là hạnh phúc kể từ ngày có được đứa con gái đầu tiên sau đó quý vị thì đứa con gái đó lọt lòng ra xong á thì chị ni cũng không có làm gì ở nhà chăm con thôi À, sau khi mà chăm con gái đầu tiên xong á thì con của chị ni được khoảng tầm tuổi rưỡi á thì em gái của chị ni nó bên việt nam qua bên mỹ du học quý vị thì khi mà nó qua bên mỹ du học á thì có người chị là là sống ở bên đây lâu năm rồi có anh rể tốt tính nữa hay không anh tuấn phật tử mà anh tốt tính lắm thì coi như là hai vợ chồng anh tuấn phật tử với chị cô ni nè hai người nè chăm sóc cái cô em em vợ này cho cô em vợ ở chung nhà mọi thứ đều trôi qua yên ả vui vẻ hạnh phúc quý vị kể từ ngày con bé na qua bên mỹ rồi thì chị ni giống như có thêm một người thân không chị cảm thấy rất hạnh phúc bây giờ có chồng có con có em gái nữa bây giờ ước mơ của chị là khi nào em chỉ học xong á chị cũng tìm cơ hội cho em chỉ là có một tấm chồng bên đây rồi xong rồi chị em là sống bên đây ổn định bên mỹ luôn thì bảo lãnh má ở bên việt nam qua nữa là coi như đại gia đình đo 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 đoàn tụ xung hợp bên mỹ không thì trong đầu của chị ni đó là một cái viễn cảnh tương lai rất hạnh phúc quý vị thì từ ngày mà cái nhỏ em gái na này nó qua bên mỹ nói nào ngay nó qua bên đây nhưng mà nó không có tha quá có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng nhờ bởi cái lối sống phương tây mà con bé na này nó qua bên mỹ rồi nhưng mà cái cách ăn mặc mọi thứ đều vẫn là rất là kín đáo và mặc đồ cũng đơn giản simple thôi chứ nó không có mà kiểu như là cầu kỳ hở hang sexy hay là uh, mua sắm uh, đồ xa xỉ gì hết trơn là không hề nha thì chị ni chị cũng thương em gái lắm có gì tại vì chính vì là thấy em gái mình nó qua bên đây mà nó sống cũng uh, À, lo học không à mà nó sống nghiêm túc đàng hoàng không có quậy quạng gì hết thì chị cũng thương em lắm và cuộc sống cứ như vậy quý vị nó trôi qua trôi qua cho đến khi mà chị ni á là có bầu cái đứa thứ hai là trong thời điểm chị ni có bầu đứa thứ hai đó là cũng là con bé na đó con nhỏ em á nó cũng đang đại học năm hai luôn thì à, lúc mà con bé con bé na nó học đại học năm hai chị ni có bầu quý vị thì nói nào ngay có con em ở nhà nó cũng đỡ lắm nó nấu cơm nấu nước rồi nó cũng phụ chỉ là giống như làm chuyện nhà rồi nó cũng phụ là chăm cháo nói nào ngay là chị ni đỡ lắm thì trong thời gian mà chị ni có bầu đứa thứ hai xong chị ni sanh cái đứa con thứ hai cũng là đứa con gái luôn quý vị thì kể từ ngày á mà đẻ cái đứa thứ hai xong á chị ni tập trung vô chăm sóc cái đứa nhỏ còn cái đứa lớn á cái đứa con gái đầu á thì chị ni nhờ cái đứa em gái của mình á là chăm sóc tức là chia nhau không nhờ đứa em gái là chăm sóc cái đứa chị giùm còn đứa em là còn nhỏ tháng là chị ni lo thì coi như là tối tối là cái con nhỏ em nặng na nè nó sẽ vợ chăm cháu nó đưa cháu vô phòng đọc truyện cho cháu nghe rồi đu cho cháu ngủ đúng không xong rồi là nó mới bắt đầu nó học bài nó làm gì làm thì ngày nào cũng thói quen là như vậy cho nên là chị ni cũng đinh ninh là hôm nay nó cũng như bao ngày khác nhưng mà tự nhiên tối ngày hôm đó gì chị ni ở trong phòng mà giống như nửa đêm giật mình thức dậy cho con nó uống sữa đó thì chị ni mới nghe sau bên ngoài vẫn còn xù xì xù xì chỉ mới mở cửa ra he hé he hé chỉ sợ làm con chị nó thức giấc thì chị mở cửa he hé ra thì chỉ nhìn thấy bên ngoài vẫn còn đèn chỉ mới nghĩ trong đầu là ủa giờ này mà sao còn đèn hay là ai quên tắt đèn thì chị mới mở cửa rón rén đi ra ngoài gì thì chỉ lại thấy là con bé na nó ngồi ở ngoài sofa nó nói chuyện với lại cái anh tuấn phật tử chồng của chị ni bây giờ anh rể với lại em vợ ngồi xù xì nói chuyện nhau trên sofa nhưng mà nói nào ngay khi mà chị ni đi ra đó thì hai người cũng vẫn nói chuyện bình thường thì chị ni mới hỏi ủa sao giờ này mà hai người còn nói chuyện xù xì ngoài đây tối vậy thì con na này nó cũng nói tỉnh queo nhưng mà theo như cái phản ứng của con na lúc đó đó nha thì chị ni chỉ nghĩ là em chỉ nói là thiệt chứ em chỉ không có gian dối thì uh, chị chị ni mới hỏi ủa sao hai người giờ này khuya còn mở đèn còn làm xù xì ngoài đây thì con na nó mới trả lời chị ni vậy nó nói tại vì uh, em uh, bà dở của em này kia có mọc một số chỗ em không có hiểu cho nên là em mới hỏi anh tuấn cho nên là hai anh em mới ngồi nói chuyện với nhau thì nói qua về cái nghề nghiệp của cái anh tuấn phật tử này không hồi nãy hồi đầu video nêu mời chưa kể cái anh này á là ảnh học cái ngành tài chính kế sách quý vị thay, thay vì là tài chính kế toán nhưng mà nêu mời nói là tài chính kế sách nha thì anh này ảnh học cái ngành tài chính kế sách bởi cho nên á là nói nào ngay là ảnh là người có đầu óc kinh doanh chiến lược lắm quý vị Nói nào ngay á là anh Tuấn Phật Tử này Anh cũng giàu lắm quý vị Anh mới có được căn nhà mà cho xe vậy chứ Là nhà đó là anh mua luôn á Thì anh Tuấn Phật Tử này là anh cũng giàu Anh cũng uh, thành công Anh cũng đi làm cho công ty đồ này kia Anh, anh có cái sự hiểu biết quý vị Cho nên là lúc mà nghe con bé na, na Em chị Ni nó nói vậy á Thì chị Ni chỉ tin Tại vì chỉ thấy cái phản xạ của hai người Hoàn toàn không có cái gì gọi là bị khớp hết trơn á Thì chỉ tin quý vị Nhưng mà nói là tin Nhưng mà tin cái đó là chỉ tin về cái mặt uh, nhận, nhận diện bên ngoài thôi Nhưng mà trong tâm trong thâm tâm á thì dĩ nhiên vẫn có chút hoài nghi cho nên á là mỗi tối những cái ngày sau đó đó thì tối nào cũng vậy chị ni chỉ cứ lén lén là chỉ mở cửa phòng ý ý để coi ở bên ngoài coi hai người này có xù xì nữa không thì tới cái ngày hôm đó gì là sau ba ngày á sau 3 ngày cái đêm mà hai người xù xì ngoài ghế sofa đó là ba ngày sau á thì cái hôm đó là chị ni cũng cũng ở trong phòng giờ đó giấc đó là chị ni thức dậy để mà chợt thức dậy để mà cho con mình nó uống sữa thì lúc này chị cũng như thao tác cũ là mở cửa phòng hí hí một chút Để nhìn ra ngoài coi thử có mở đèn không Thì chị thấy là bên ngoài không có mở đèn nhưng mà có người mở tivi Tức là ngoài phòng khách đó có người mở tivi mà không biết là em mình hay là chồng mình Thì chị mới thấy là tivi thì vẫn còn đang hoạt động Nếu vậy thì ngoài sofa phải có người ở ngoài đó đúng không Chị mới rón rén rón rén đi ra ngoài sofa Thì khi chị đi ra ngoài đó thì chị không thấy ai ngoài ghế sofa hết trơn Mà tivi thì lại mở sẵn đúng không thì chị mới bắt đầu chỉ đi lên trên lầu gì chỉ đi thẳng lên trên lầu để chỉ coi coi là em mình hay là chồng mình mà sao hai người đâu mất tiêu thì trong lòng của chị cũng có cái sự đa nghi mà chị mới rón rén đi lên trên lầu thì khi mà vừa lên trên lầu thì chị thấy phòng ngủ của em gái mình sao nó lại mở cửa hiên hí, hí mà nó hắt ra cái ánh sáng đèn vàng của vị đèn vàng đó là thường là đèn đó là đèn phòng ngủ đó đèn đi ngủ á thì chị mới thấy là cái đèn vàng đó nó hắt ra mà tại nếu mà nó hát ra như vậy thì đồng nghĩa là cái cửa phòng của em mình nó đóng chưa có kính mà nó nếu giờ này là giờ nó ngủ rồi, mà sao phòng trống không kính thì chị ni chỉ mới đi thẳng lên trên phòng luôn đi thẳng vô trong phòng luôn mở cửa phòng ra luôn thì chị mới nhìn thấy hỏi ơi quý vị ở bên trong phòng á là chồng của chị lúc đó nó đang ôm em của chị tức là hai người đang đứng với nhau ôm nhau xà nẹo và chồng của chị anh tuấn phật tử ôm con bé na này và nói với con bé na mà lúc đó đó nha chị vừa đi lên là chị nghe đúng cái câu đó luôn và bây giờ cái câu đó nó khắc ghi vô trong đầu của chị ni luôn đó là câu vậy anh nói thiệt anh đã thích em từ mấy năm đầu em qua bên mỹ rồi đó na đó là câu đó là câu mà chị nghe đó quý vị câu đó là câu mà chị ni chỉ nghe là chồng của chị nói với lại em của chị nói cái câu là anh đã thích em từ mấy năm đầu em qua mỹ em học rồi đó na thì khi mà chị Ni nghe xong câu đó là chị Ni sọc thẳng vô luôn quý vị Và bây giờ là mặt đối mặt với hai người đó Thì con nhỏ em của chị lúc đó nó mới phản kháng lại quý vị Nó mới nói nó mới đẩy anh rể ra xong nó mới nói là chị chị hai yên tâm đi em không có bậy bạ đâu Anh rể rất là kỳ Tự nhiên em đang ở trong phòng em đang học anh rể từ phía sau Anh rể tự nhiên chờm cái mặt lên phía trước làm em cũng giật mình đứng tim luôn thì em mới đứng dậy, khi mà em vừa đứng dậy thì anh rể nhào sắn tới anh rể ôm em cho nên là em không kịp để mà phản xạ đó nhưng em không kịp phản xạ chứ thực ra là em không có ý gì với anh rể em không có phải là tán tỉnh anh rể gì hết chị hai phải tin em thì khi mà con bé bé na nó nói thì trong cái phản trong cái cảm nhận của chị ni nha lúc đó chị cảm nhận là chị thấy em gái chị á là nó không có đóng phim có nghĩa là nó bày tỏ cảm xúc là cảm xúc thật có nghĩa là chị tin em chỉ là em chỉ nó nó trong sạch nhưng mà cái người không trong sạch chính là cái người chồng của chị là anh tuấn phật tử quý vị thì lúc này chị mới hỏi chồng chị là tại sao mà anh lại làm cái điều đó bây giờ cái này là anh biết là em gái của em mà bây giờ em còn sống sờ sờ ở trong căn nhà này mà tại sao anh lại làm cái điều đó mà em mới sanh con nữa con còn nhỏ nữa mà tại sao anh làm cái điều này thì á lẽ ra là người đàn ông lúc này là sẽ quản hồn quản vía lên xin lỗi vợ đúng không quý vị nhưng mà không lúc này anh tuấn phật tử nghe chị ni nói vậy xong ảnh mới trả lời một câu tỉnh queo luôn trước mặt hai chị em ảnh trả lời một câu như vậy ảnh mới nói là cái mong muốn của anh là em biết rồi cái mong muốn của chồng em hồi nào giờ chồng em tâm sự với em em đã biết tôi á là tôi mong á về công danh sự nghiệp thì tôi mong là tôi sẽ giàu tôi sẽ là một trong 20 người giàu nhất thế giới trời ơi quý vị nghe chưa ông này là ông tướng phật tử nhưng mà có điều là ổng bị thuộc dạng như là ông này chắc ổng thích quan tưởng á chứ không phải là ổng pháp danh là thích hát sáo đâu mà ông này chắc là pháp danh là thích quan tưởng tại vì ổng nói là ổng mong muốn là ổng sẽ là một trong 20 người giàu nhất thế giới quý vị thấy ghê gớm chưa đó xong rồi bắt đầu cái ổng mới nói vậy là về sự nghiệp thì tôi đã từng nói với em ước mơ đó là ước mơ của tôi tôi rất là tham vọng còn về cái chuyện mà đời sống vợ chồng thì tôi chưa nói với em thật ra đó về cái chuyện hôn nhân vợ chồng đối với tôi tôi không có cái vấn đề mà một chồng một vợ đâu thật ra mà nếu bây giờ em mà có người khác bên ngoài tôi cũng ủng hộ luôn tại vì cái lối sống của tôi thật ra mà nói là tôi mong là tôi có thêm thật nhiều những cái đứa con và tôi cũng mong là tôi sẽ có thêm rất nhiều vợ Trời đất ơi quý vị nghe chưa Bây giờ là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng Nếu mà nói quý vị rồi bởi vậy cho nên là khổ tâm lắm Người ta nói tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa Nhưng mà không bây giờ tránh vỏ dưa mà gặp vỏ sầu riêng luôn rồi Nói vừa trượt té mà nó vừa sốc dầm Nó chịu đời gì thấu hay không Dầm trong tim là dìm trong tâm thì bây giờ coi như là cái chị ni cái, cô, cô ni chứ cô ni bây giờ cô ni cũng mới bắt đầu bây giờ nếu mà có cái mỏ cổ sẽ ngồi đó cổ tụng cổ sẽ thiết giảng cho cái anh tuấn phật tử này nghe bây giờ hỏi đời đất ơi bây giờ anh là pháp danh nhưng mà anh nói tôi là anh pháp danh là thích h 6 thì cũng đúng đi mà bây giờ anh có thêm cái pháp danh thứ hai đó là thích quan tưởng thời đời nay bây giờ ở bên việt nam thì người ta có một cái kế hoạch sanh con là dù gái hay trai chỉ hai là đủ với ông với lại là à, một vợ một chồng tắt biển đông cũng cạn còn anh bây giờ bên đây anh nói không 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 biển đông nó lớn lắm cho nên phải nhiều vợ nhiều con nhiều chồng nhiều vợ nhiều vợ nhiều con thì nó mới bắt đầu tác được biển đông phải không? là ông này ông có cái định hướng ông nó lạ lùng lắm cái gì thì ông mới nói anh thì nói nào ngay về công danh sự nghiệp thì anh không mong gì anh chỉ mong là được một trong hai mươi người giàu nhất thế giới còn nói nào ngay về chuyện tình yêu về chuyện mà hôn nhân vợ chồng thì anh cũng không có mong gì anh chỉ mong là anh có nhiều con và chờ những đứa con đó của anh là anh sẽ có được từ những người nhiều người vợ không là bây giờ ông đòi ông này ông đòi nhiều vợ nhiều con thì khi mà cô ni và cô na hai người là cà na xí mụi này nghe xong á thì hai người người này nói là anh nói cái chuyện gì mà nghe nó viễn vông không anh anh nói chuyện nghe nó diễn vông lắm hồi thở đời nay mà làm gì có chuyện mà à, anh đòi như vậy anh đòi anh một trong trong 20 người giàu nhất thế giới nhưng mà bây giờ anh chỉ mới là cái móng khóe của một trong một của một trong số những người giàu nhất thế giới thôi mà anh đòi anh là một trong 20 người giàu nhất thế giới đó là một cái quan tưởng cái thứ hai nữa là bây giờ anh đòi anh có nhiều con mà con đó của anh là phải được sanh với nhiều người vợ vậy là bây giờ uh, xã hội nó không có chấp nhận được con người như anh thấy không thì khi mà nói vậy xong cái gì thì cái anh cái anh uh, tuấn phật tử này mới trả lời thêm một câu nó còn gây cấn hơn anh nói vậy nè ủa em bây giờ tôi nói cho em nghe bây giờ uh, mỗi người có một cái cách sống riêng cách sống của tôi là cách sống của tôi cách sống của em là cách sống của em em đối thế nào em nói quan điểm của tôi là sai bây giờ uh, tôi á, uh, là tôi rất là thích có con và tôi yêu con nít và tôi thương thích đàn bà tôi rất là thương phụ nữ phải không tôi chấp nhận á là nếu như bây giờ mà tôi sẽ ở với lại nhiều phụ nữ xong rồi tôi sẽ đẻ nhiều con cho tới khi nào á mà tôi thấy cảm thấy là đủ rồi đó thì lúc đó tôi chấp nhận tôi thiến luôn trời đất ơi ông này ông nói vậy đâu quý vị ông Tuấn phật tử ông nói vậy tôi chấp nhận tôi thiến luôn nhưng mà phải bây giờ trước khi tôi thiến thì cho tôi đẻ nhiều đi với lại là trước khi tôi thiến thì cho tôi cái giống như là à, tôi uh, bộ máy tôi nó hoạt động đồ trơn tru đúng không là trước khi tôi thiến là tôi cũng phải rải con như rải mạ mà cấy vợ là như cấy lúa luôn á ông bà bây giờ là ông này ông đòi là cấy vợ như cấy lúa mà rải con như rải mạ quý vị thì sau khi mà chị ni nghe cái câu của chồng mình nói bộc bạch ra như vậy xong á là chị hỡi ơi luôn Lúc nãy vậy chị mới chạy ôm mặt khóc chạy về phòng cho con uống sữa, nãy giờ bỏ con dưới nhỏ uh, mẹ ơi con khát sữa bú tay không? Thì bây giờ đi xuống dưới cho con uống sữa. Thì uh, chị Ni mới chạy xuống dưới đó thì con nhỏ Na em nè nó cũng chạy theo xuống phòng luôn động viên tinh thần chị đó Thì đêm đó là coi như là uh, Na xí muội ngủ chung với nhau trong phòng không? Thì uh, con bé Na nó mới tâm sự với chị nó nó hỏi là nếu mà bây giờ có uh, trường hợp giờ anh rể vậy thì giờ chị có tiếp tục sống với ổng không? Không, không, tiếp tục sống với ảnh không? Thì quý vị biết không Qua ngày hôm sau chị Ni chỉ trả lời với em gái Chỉ một câu nghe xanh tròn luôn chứ mới nói vậy nè Đêm hôm qua chị suy nghĩ rất nhiều Nhưng mà thiệt sự mà nói á Cái cách sống của chồng á Cái cách sống của anh Tuấn á Thì có nói nào ngay là nó rất là lạ lùng Chị thực sự thì chị không có chấp nhận được đâu Nhưng mà dĩ nhiên Là chị cũng không thể nào để con chị nó thiếu cha Cho nên là Con á là phải có đủ cha đủ mẹ Thì nó mới có hạnh phúc cho nên là chị quyết định đêm qua chị suy nghĩ kỹ rồi thôi thì bây giờ ảnh muốn có nhiều con nhiều vợ vì chuyện của ảnh miễn sao ảnh là chồng hợp pháp của chị và ảnh là chờ cha hợp pháp của con chị là ok cho nên là thôi chị cũng chấp nhận luôn thì quý vị nghe chưa tới khúc này là quý vị thấy cái kết thúc rồi đó kết thúc nó tới đây là có nghĩa là chị ni á chỉ vẫn là chấp nhận cảnh sống mà sau này là cho anh tuấn phật tử này đi cái lúa ở đồng khác và rải mạ ở đồng khác chị vẫn chấp nhận luôn thì uh, câu chuyện tới đây là nó kết thúc nhưng mà quý vị nghe nó rất là uh, bức xúc quá không mà em nói quý vị rồi ngay từ đầu nêu mời nấu quý vị cái video này quý vị nên mặc áo thun cổ lọ giống nêu mười đi chứ câu chuyện này nghe nó bức xúc lắm là một hồi bức nút nó nó bức rứt lắm thì uh, bây giờ quý vị bây giờ nói tới đây là nó hết video nhưng mà nêu mời phân tích chút cho quý vị nghe nhẹ quý vị coi nè cái này là nêu mời uh, cũng tâm sự theo quan điểm nêu mười thôi thật sự mà nói bây giờ em hỏi quý vị nè bây giờ nếu mà nói là hở ra là mình đem con cái ra cái mình nói là à, con cái nó phải cần có đủ cha đủ mẹ thì nó mới hạnh phúc nhưng mà nói vậy là không phải rồi nha thật ra là lúc đó đó mình còn yêu chồng mình quá hoặc là mình còn thương vợ mình quá mình không đành bỏ ổng không không đành bỏ bả mình mới mình mới phải kiểu dạng như là lúc đó mình chịu đấm ăn xôi mình đứng mình đứng mà kiểu như một chân thì muốn bỏ một chân còn lại thì muốn ở bên chồng bên bên vợ không cho nên thành ra là lúc đó mình mới lấy cái đứa con ra làm bức bình phong à, làm cái đề tài để mà mình có động lực để mà mình ở lại với ổng chứ thật ra là con nó có bao giờ nó nói là nó đòi hỏi là phải có đủ cha đủ mẹ đâu bây giờ em nói quý vị nghe bây giờ á có những đứa con luôn á nêu mời đã từng gặp rất nhiều những cái người con người ta được sinh ra trong gia đình có đủ cha đủ mẹ nhưng người ta hoàn toàn không hạnh phúc nha quý vị nha ngày xưa nè mọi có một người bạn á đã từng sống trong một cái hoàn cảnh gia đình có đủ cha đủ mẹ nhưng mỗi lần á mà nó gặp được những cái đứa bạn khác và những đứa bạn đó đưa nó về nhà cho nó gặp ba mẹ của những đứa bạn đó của nó chơi chơi đưa nó về nhà chơi á thì nó đều thấy ba mẹ người ta xong á là nước mắt nó chảy. Bởi vì là nó nó tâm sự là phải chi mà ba mẹ tôi được giống như ba mẹ của bạn. Có nghĩa là cái điều này chứng tỏ rằng á không phải lúc nào đủ cha đủ mẹ là con cái nó cũng đều sẽ hạnh phúc quý vị. Cái hạnh phúc ở đây á là nó hạnh phúc khi mà nó thấy gia đình bình yên. Nó hạnh phúc là khi mà nó thấy ba nó vui, mẹ nó cũng vui. Còn cái chuyện mà ba nó vui á là ba nó đến với 10 người đàn bà khác hay là mẹ nó đến người phụ nữ khác, hai người sống với nhau không được nữa, không hạnh phúc nữa, không bình yên nữa, gia đình không còn yên ả nữa, chia tay nhau để cả hai tìm hạnh phúc riêng cho mình, nhưng mà trách nhiệm lo cho con thì vẫn lo, thương con vẫn thương thì cái chuyện đó nó không có là sai nha quý vị thì dĩ nhiên là nêu mười cũng không khuyến khích cái vấn đề là ly hôn ly dị dĩ nhiên vợ chồng cũng vẫn phải là cố gắng để mà sống với nhau nhưng mà cố gắng đến một giai đoạn nào không cố gắng được nữa thì mình có quyền mình chọn cái 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 cái, uh, cái hạnh phúc cho riêng mình cái hạnh phúc ở đây nó không nhất thiết là tôi chia tay anh tôi sẽ đến với một người khác cái hạnh phúc ở đây đơn giản nó chỉ là tại vì tôi ở với anh tôi quá khổ tôi buông anh ra để tôi có được cái hạnh phúc cho tôi. Cái hạnh phúc ở đây nó có nhiều thứ lắm, thí dụ như ngay cả bây giờ chia tay chồng xong mình không có người khác, nhưng mà mình hạnh phúc đó là mình không cần nằm xuống mình phải nghĩ tới cái chuyện khổ vì chồng. Nó đơn giản là nó nhẹ cái đầu là cũng là một cái niềm hạnh phúc nữa, chứ không có nhất định là chia tay chồng xong tôi có thằng chồng khác liền là tôi mới hạnh phúc không phải nha quý vị nha. Cho nên là nếu mọi mới nói ở đây là mình đừng có lấy cái đứa con ra xong cái mình làm là bức bình phong để mình níu kéo bây giờ chẳng hạn như cái trường hợp của chị ni đi nếu mà bức xúc là ở chỗ gì chỉ nói rằng là bây giờ chỉ suy nghĩ sau một đêm chỉ suy nghĩ là con chỉ nó cần có cha nhưng mà bây giờ chỉ ở tiếp với cái người chồng như vậy thì bây giờ chỉ có nghĩ tới tương lai của con chỉ sau này nó lớn lên bây giờ nếu mà không không nói gì chỉ bây giờ chỉ chấp nhận chỉ khổ là coi như chị chịu đi tại vì chị lớn rồi chị đã đủ nhận thức rồi nhưng mà chỉ chọn cái khổ thì chị chịu nhưng mà bây giờ đứa con là nó không có được cái sự chọn lựa nó sống là nó sống nhờ vào cái quyền quyết định bây giờ nó còn quá nhỏ thì nó sống nhờ vào cái sự quyết định của người mẹ người cha nhưng mà bây giờ cái người mẹ nói rằng là bây giờ phải đủ cha đủ mẹ thì con mới hạnh phúc nhưng có chắc hạnh phúc không thí dụ chẳng hạn như hai đứa con của chị ni mai mốt nó lớn đi bắt đầu nó lớn nó nó lớn dần đi thì nó sẽ biết được nó nó nghe và nó biết và nó thấy được á là ba nó là cái ông tướng phật tử nè hết bà này tới bà kia rồi tới bà nọ tối ngày á con nó đi ra ngoài đường nó cứ nghe nói trời ơi thằng cha của con nhỏ này nè ở tùm lum bà ở trên hết bà này tới bà kia tới bà nọ rồi xong rồi con con rơi con rớt con mà nó đi ra ngoài nó nghe thiên hạ nói nó buồn quý vị nó cảm thấy nó tuổi quý vị và nó cảm thấy nó bị giống như là nó bị quê á không nó quê với xã hội nó quê với đời tại sao mà ba nó sống cái kiểu mà kỳ vậy trong khi ba của bạn nó thì lại sống tử tế thí dụ vậy ba của bạn nó sống thị chung với má của bạn đó nó sẽ có cái sự so sánh nha quý vị và lúc đó con mình nó sẽ tuổi nó sẽ sinh ra là gì ảnh hưởng tâm lý nhưng mà cái tuổi mà con nít đó, trong cái độ tuổi phát triển đó, nó nó dễ bị ảnh hưởng tâm lý mà nếu như mà nó sống trong cái quan gia đình phức tạp vậy là nó sẽ dễ dẫn đến là tâm lý nhỏ nó bị bất bình thường và lớn lên nó cũng sẽ có cái lối sống không có được bình thường như người bình thường nói thẳng là như vậy thì uh, quý vị thấy không rồi bây giờ em hỏi vậy nói một câu sống vậy thì con nó mới hạnh phúc con uh, bây giờ nó thương mẹ nó, nó thấy ba nó sống vậy thì nó càng thương mẹ nó nhưng mà bây giờ nó càng thương mẹ nó nó nói nhìn mẹ nó ngày nào cũng khóc vì ba nó trơn ngày nào mẹ nó cũng khóc vì ba nó ngày nào mẹ nó cũng than với nó là ba mày hôm nay ở với bà kia ba mày hôm nay bỏ má đi với bà nọ thì con mình nó thấy vậy nó hận ba nó không nó hận nó hận với sống hận mà bây giờ nó cũng đâu có thể nào hạnh phúc được nói chung là gia đình mà ba má rối ren quá ba thì đi ăn tầm bậy ở tầm bạ rồi để con rơi con rớt còn má đó thì lại không chịu bỏ ba mà chịu đấm ăn xôi chịu đấm ăn xôi thì thôi nuốt nước mắt vào trong đi không khóc với con kể lể với con kể cho con nghe cái nỗi khổ của má nhưng mà hãy hỏi ra là tại sao má không bỏ ba không má không bỏ ba được tại vì phải con phải có cha nghe nó vô lý lắm quý vị không thành ra cho nên là nêu mời mới nói rằng là cái này là nêu mười không có khuyên cái vấn đề là vợ chồng ở không được thì ly hôn dĩ nhiên ông bà người ta có cái câu uh, chén để trên sống thì nó cũng phải có khua chứ làm sao không có thì vợ chồng cũng phải chịu đấm ăn sôi nhưng mà chịu đấm ăn sôi thời gian thôi ở mà thấy ví dụ như mình thấy mà bây giờ mình với ổng xảy ra nhiều cái sự bất hòa nhưng mà sau mỗi lần bất hòa thì cả hai có cái sự thay đổi cho nó tốt lên cả hai hòa hợp với nhau duy trì cuộc sống càng ngày nó càng tốt lên thì ok còn nếu bây giờ cãi nhau xong mà như đòn khải tây trâu cãi nhau xong rồi bữa trước bữa sau ổng cũng vẫn vậy mình cũng vẫn vậy cả hai vẫn tệ thì đó là một cái quan hệ nó quá là tệ gọi là mối quan hệ toxic thì mình nên chấm dứt thôi đúng không thì cái đó là theo nêu mời góp ý à, neo nêu mời là góp ý như vậy cuộc sống này nó có nhiều cái hạnh phúc lắm không phải có chồng thì mới hạnh phúc đâu thành ra là thưa quý vị là đến đây thì cái đó là nhận xét của nêu mời à, quý vị cô chú anh chị mình thì có cái ý kiến ý cò gì bức xúc bức nút gì mình có thể chia sẻ comment bên dưới dùm cho nêu 10 cũng như là có thể là giúp cho cái chị ni này thoát cái dòng lao lý chứ bây giờ chị ni này chỉ dính vô cái anh uh, gọi là tuấn phật tử mà bây giờ cô ni mà gặp tuấn phật tử là coi như là xong luôn thì thú vị là đến đây thì video xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.